Thưa quý vị, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ban hành chiến lược quốc gia về dinh dưỡng của ngành y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2030. Đáng chú ý, Hà Nội đặt mục tiêu nam thanh niên trên địa bàn thủ đô có chiều cao trung bình là 170,5 cm. Theo đó, ngành y tế Hà Nội xác định 4 mục tiêu gồm triển khai chế độ ăn đa dạng, hợp lý cho mọi lứa tuổi theo vòng đời của người dân, cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng và góp phần nâng cao tầm vóc thanh thiếu niên, kiểm soát tình trạng thừa cân, béo phì, dự phòng các bệnh mãn tính không lây, các yếu tố nguy cơ có liên quan ở trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng thành, duy trì bổ sung vi chất dinh dưỡng cho trẻ em, thanh thiếu niên và phụ nữ lứa tuổi sinh đẻ. Đối với mục tiêu triển khai chế độ ăn đa dạng, hợp lý cho mọi lứa tuổi, các chỉ tiêu cụ thể gồm tỷ lệ trẻ 6 đến 23 tháng có chế độ ăn đúng, đủ đạt 80% vào năm 2030, tỷ lệ người trưởng thành tiêu thụ đủ số lượng rau quả hàng ngày đạt 70% vào năm 2030, 100% bệnh viện trong và ngoài công lập của Hà Nội tổ chức thực hiện các hoạt động khám, tư vấn và điều trị bằng chế độ dinh dưỡng phù hợp với tình trạng dinh dưỡng, bệnh lý của người bệnh vào năm 2030. Đến năm 2030, 100% xã, phường, thị trấn triển khai tư vấn dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai, bà mẹ có con nhỏ dưới 2 tuổi. Với mục tiêu cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, Hà Nội phấn đấu giảm xuống còn 10% vào năm 2025 và duy trì dưới 10% đến năm 2030 đối với trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi. Bên cạnh đó, chiều cao trung bình thanh niên 18 tuổi đạt 169cm đối với nam và 158cm đối với nữ vào năm 2025. Chiều cao này đạt 170,5cm đối với nam và 159cm đối với nữ vào năm 2030. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.